Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam thực hiện các dự án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 5. Do đang là thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa trên các tuyến đường bộ tăng cao. Để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5, đồng thời để triển khai các giải pháp khắc phục nguy cơ gây mất an toàn giao thông, theo các chỉ đạo của chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam chỉ đạo đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên tăng cường các công tác bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến, đặc biệt là các công tác vá ổ gà, chám vá vết nứt, vệ sinh mặt đường, biển báo hiệu sơn dặm vạch kẻ đường không để phát sinh hư hỏng nặng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình tổ chức thực hiện tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam cần ra soát các vị trí mất an toàn giao thông kể cả hàng rào giải phân cách giữa vạch sơn để cập nhật và khắc phục tại các dự án sửa chữa đã thực hiện đang thực hiện và sẽ thực hiện hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung dự án mới nếu cần thiết Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tàu tăng cường Sài Gòn Vinh, Sài Gòn Hà Nội dịp Tết Tân Sửu. Theo lịch trình, tuyến Sài Gòn Vinh, tàu SE16 xuất phát ga Sài Gòn lúc 9 giờ 20 phút các ngày từ ngày mùng 3 đến ngày 22 tháng 2 năm 2021. Tàu SE14, SE15 và SE13 cũng xuất phát ngay sau đó. Còn tuyến Sài Gòn Hà Nội, tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn vào lúc 15 giờ 25 từ ngày mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021, tàu SE24, SE29 và SE23 xuất phát ra Hà Nội vào lúc 20 giờ 25 phút các ngày từ mùng 1 đến ngày 21 tháng 2 năm 2021. Trước đó, ngành đường sắt công bố mở bán đợt 2 vé tàu Tết Tân Sửu năm 2021 tại tất cả các kênh bán vé từ ngày 25 tháng 11 năm 2020. Mới đây, một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại Cao Bằng đã được camera giám sát ghi lại. Tình huống ba học sinh chở nhau thiếu quan sát đã đâm vào xe ben đang lưu thông trên đường. Hình ảnh từ camera cho thấy ba học sinh di chuyển trên một chiếc xe điện đi ra từ hẻm nhỏ nhưng không hề giảm tốc độ để quan sát nên đã đâm vào xe ben. Có ba em học sinh đều bị ngã ra đường và rất may không lọt vào dưới gầm xe ben. Tuy nhiên, một trong ba em đã bị thương nặng, còn chiếc xe máy điện bị hư hại hoàn toàn. Đây là bài học không chỉ với ba em học sinh trong vụ việc mà còn còn là một lời cảnh báo cho tất cả người tham gia giao thông phải giảm tốc độ và quan sát kỹ khi đi từ hẻm nhỏ ra đường lớn để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.